Tôi là viễn sự ở báo Tuổi Trẻ. Xin có hai câu hỏi cho Bộ Thông tin Truyền thông ạ. Câu hỏi thứ nhất là khi thanh tra chính phủ có kết luận về vụ AVG thì Bộ Thông tin Truyền thông đã có văn bản phản bác và cho rằng là vụ việc này thì không gây thất thoát cho tài sản nhà nước. Tuy nhiên kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì hoàn toàn ngược lại. Thì xin đại diện của Bộ Thông tin Truyền thông cho biết ý kiến về vấn đề này. Câu hỏi thứ hai là trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì có cho rằng là hành vi đó là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thì như vậy phía cơ quan công an đã có trao đổi gì với Bộ Thông tin Truyền thông về các diễn tiến tiếp theo của sự việc này hay chưa? Xin cảm ơn. Tôi là Khánh Huyền ở VTV24 ạ. Tôi xin có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất thì được biết mới đây thì Bộ Công Thương có ý định là xin rút nhà máy thép Việt Trung ra khỏi danh sách dự án 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ của Bộ. Vậy thì xin Bộ có thể cho biết là các cái tiêu chí như thế nào thì sẽ được rút ra khỏi các dự án này và tình hình sản xuất kinh doanh hiện hiện nay của nhà máy thép Việt Trung ra sao ạ? Câu hỏi thứ hai liên quan đến 21 dự án chậm tiến độ hơn 10 năm tại tỉnh tại Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận, thì hiện nay do cái tình trạng chậm tiến độ diễn ra đã quá lâu khiến cho cái bộ mặt của tỉnh khi diễn ra là không được đẹp. Vậy thì xin có thể cho biết là những cái dự án này đã nằm trong cái nguy cơ bị thu hồi rất lâu như hiện nay thì vẫn chưa bị thu hồi. Vậy thì trong cái thời gian tới thì có cái phương án nào để giải quyết hay không ạ? Tôi xin hết. Tôi ở báo Gia đình và Xã hội ạ. Vừa qua thì các phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines lại có đơn kiến nghị để giải quyết những cái vấn đề tồn tại từ rất lâu rồi. Điều đấy cho thấy rằng là cái việc giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa triệt để. Vậy tôi xin hỏi chính phủ có cái chỉ đạo như nào để giải quyết cái vấn đề này. Về phía các phi công thì họ cho rằng họ sẽ khởi kiện hai cái thông tư của Bộ Giao thông Vận tải, đấy là thông tư 41/2015 và thông tư 21/2017. Vậy đại diện Bộ Giao thông Vận tải trả lời vấn đề này như thế nào? Tôi xin hết ạ. Tôi là Hiếu Công ở báo điện tử tri thức trực tuyến Zing.vn ạ. Tôi có câu hỏi dành cho là thứ nhất là vừa qua thì có một số vụ đất công bán với giá rẻ được phanh phui và dư luận thì rất là không đồng tình với điều đó. Tôi xin hỏi là liệu trong thời gian tới thì các cái dự án mà đất công bán rẻ đấy thì sẽ được xử lý như thế nào ạ? Và các dự án sẽ trong thời các dự án có được thanh tra và thanh tra việc quy hoạch sử dụng hay không? Tôi xin hỏi một câu hỏi dành cho Ngân hàng Nhà nước. Vừa qua thì có rất nhiều khách hàng tố là bị quấy rối khi mà vay tiêu dùng. Và hiện tại thì tôi xin hỏi là không biết là Ngân hàng Nhà nước có biện pháp nào để quản lý việc cho vay tiêu dùng đang phát triển nóng, quản lý các công ty tài chính và quản lý về lãi suất vay cũng như là nợ xấu như nào ạ? Tôi là Đỗ Thơm từ báo điện tử Giáo dục Việt Nam ạ. Được biết là ngày 1 tháng 6 là hạn cuối để theo yêu cầu của Phó Thủ tướng là phải báo cáo về cái việc là giáo sư Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không ạ. Xin hỏi cho biết là đến nay kết quả đã có chưa ạ? Xin cảm ơn ạ. Nãy thì cũng đã trao đổi với các phóng viên liên quan đến chỉ đạo hôm nay của Thủ tướng Chính phủ. Là Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã đánh giá rất là tốt cái việc điều hành về giá cả trong 5 tháng qua của các cơ quan có liên quan và đặc biệt là của Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ và trực tiếp do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban. Và với cái mức tăng là 0,55% CPI, đây là cái mức tăng lớn nhất trong 6 năm qua. Và chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo là cái việc từ nay đến cuối năm là chúng ta phải cố gắng để đạt được cái mức mà Quốc hội đã giao cho Chính phủ, đó là dưới 4% tăng CPI. Và những liên quan đến cái mặt hàng mà thiết yếu mà có thể ảnh hưởng rất lớn không những đến CPI mà trước hết là ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp kinh doanh rồi là người dân, người tiêu dùng. Thế thì liên quan đến mặt hàng điện thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo là cố gắng là từ nay đến cuối năm là không tăng giá điện. Còn đối với mặt hàng xăng dầu thì đây là một những mặt hàng mà hiện nay chúng ta đã điều hành theo cơ chế thị trường và có cái sự quản lý và điều hành của nhà nước. Cho nên là đương nhiên là chúng ta mua đắt thì bán đắt, mua rẻ bán rẻ nhưng rất ưu tiên cái việc sử dụng các biện pháp bình ổn mà vừa qua chúng ta có thể nói là đã làm rất là tốt. Cho nên là
Ví dụ chẳng hạn như trong 5 tháng vừa qua thì mặc dù cái giá mà tính trung bình của 5 tháng 2018 thì so với 5 tháng của 2017 là như vậy là tăng từ các cái mặt hàng giá xăng dầu ấy thì tăng là khoảng 28 cho đến là 37-38%. Tuy nhiên là cái mức mà do chúng ta là sử dụng cái quỹ bình ổn của xăng dầu và chúng ta đã chi để bù cái giá tăng. Như vậy là giá so của cái tháng 5 vừa qua là cái mức cao nhất trong 5 tháng. Thì so với cuối của tháng 12 năm 2017 thì cái giá xăng dầu mà trực tiếp là cái mặt hàng xăng dầu là như vậy chỉ tăng có 9,3%. Còn cái số chính xác là tuyệt đối là khoảng chỉ có là như vậy là 1.697 đồng gì đó. Đấy, như vậy chưa đến 1.700. Như vậy đây là cái cố gắng rất lớn của cái sự điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Và chính vì vậy mà Thủ tướng cũng đã giao là từ nay đến cuối năm là chúng ta phải tập trung và sẽ dùng cái quỹ bình ổn và các cái biện pháp khác để cố gắng là tăng cái mức xăng dầu là với cái mức thấp nhất để chúng ta đảm bảo cho cái việc tăng CPI của năm 2018 là dưới 4% theo đúng là chỉ tiêu mà Quốc hội đã giao. Liên quan đến câu hỏi của phóng viên Khánh Huyền của VTV24 là đặt ra là vừa qua thì như vậy là cũng đã có cái báo cáo rằng là có cái dự án thép Việt Trung thì đây là một trong 12 cái dự án tồn đọng của ngành công thương và đã giao cho các cấp các ngành và đây là cũng đã có ý kiến cao nhất phê duyệt về mặt chủ trương của Bộ Chính trị và giao cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo và trực tiếp là trưởng ban chỉ đạo việc xử lý 12 dự án này là đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Thì đối với cái dự án chúng ta gọi là Việt Trung ấy, mà viết tắt là VTM ấy, thì là đây là một cái dự án mà với cái sự điều hành chỉ đạo trực tiếp hết sức cụ thể và cái sự nỗ lực cố gắng của các bộ ngành, trong đó thì có Bộ Công Thương và Tập đoàn Thép Việt Nam VN Steel, thì như vậy là có cái kết quả có thể nói là cũng tương đối là phấn khởi. Thì trong năm 2017 thì như vậy là đã đạt được cái lãi là 411 tỷ và 5 tháng đầu năm của 2018 thì đã đạt được cái lãi là khoảng gần 500 tỷ. Và một phóng viên thì có hỏi là cái tiêu chí nào, thì chúng ta đã thấy rằng các dự án tồn đọng đó là dự án thua lỗ và có thể nói là rất trầm trọng. Bây giờ chúng ta đã có một những dự án mà bắt đầu có lãi thì chính các doanh nghiệp thì cũng rất mong muốn là được ra khỏi các cái danh sách là thua lỗ, mặc dù năm 2017 như vậy là cũng mới chỉ lãi được khoảng 411 tỷ và 5 tháng đầu năm thì lãi được gần 500 tỷ. Nhưng quan trọng nhất, nếu ra khỏi được các cái dự án thua lỗ thì ít nhất là các bạn hàng cũng nhìn nhận như là một doanh nghiệp bình thường. Thứ hai là các ngân hàng cũng nhìn nhận như là một doanh nghiệp lành mạnh, bình thường và có thể tiếp cận tốt hơn. Về mặt chủ trương là chúng tôi ủng hộ và sẽ có cái đề xuất với đồng chí trưởng ban về xử lý các cái dự án tồn đọng. Đây là gồm có 12 dự án tồn đọng của ngành công thương. Thì xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Vâng, cảm ơn anh Hải. Lẽ mời Bộ cái đầu tư nói về câu hỏi cũng của VT24 về 21 dự án chậm tiến độ gì đấy. Về câu hỏi của phóng viên VTV24 liên quan đến 21 dự án chậm tiến độ tại Phan Thiết, Bình Thuận, thì về mặt cơ sở pháp lý thì thưa với lại nhà báo là luật đầu tư ấy, quy định là đối với các cái dự án mà không triển khai theo cái thời gian quy định thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở pháp lý để Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận có thể thu hồi các cái dự án này. Tuy nhiên thì nếu như là cụ thể là liên quan đến các cái dự án khai thác titan tại Bình Thuận mà hiện nay do cái khó khăn về thị trường titan giá không tốt cho nên là các cái triển khai của các cái dự án mà không theo đúng được như cái kỳ vọng của các cái nhà đầu tư ấy, thì vừa rồi Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận thì cũng có đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét có một cái phương án tổng thể xử lý các cái dự án này. Và hiện nay thì Thủ tướng cũng đã ra quyết liệt giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương để rà soát lại có một cái phương án làm sao phù hợp với cái bối cảnh là chúng ta hiện nay có thể là phát triển du lịch trong cái thời gian ngắn hạn hoặc trung hạn trước mắt, và cái việc là các cái mỏ titan sẽ được chôn lấp lại để đảm bảo cái cảnh quan môi trường trong một cái tương lai nó ra dài hạn, khi mà chúng ta có một cái thị trường nó tốt hơn cũng như là cái nguồn khoáng sản tại đấy rất là lớn, còn là một cái tài nguyên của chúng ta để dành cho tương lai. Thì đấy mới là cái sơ bộ thông tin như vậy. Tôi cũng
tạm thời trả lời theo cái câu hỏi của phóng viên VTV24. Vâng, cảm ơn anh Hải. Và để anh Hải nói thêm. Liên quan đến cái nội dung của tỉnh Bình Thuận mà cũng đã có cái báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, và nếu tôi nhớ nhầm hôm qua hôm kia thì tôi có tham dự cái cuộc họp này, thì trước hết là nó có cái vấn đề là trước kia thì theo cái quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt thì như vậy là các một số các cái doanh nghiệp đã được theo đúng các cái thẩm quyền của các cơ quan, ví dụ như Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương, rồi Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bình Thuận, thì đã có cái được là giao là cái việc đầu tư vào các cái dự án mà khai thác về cái titan. Và cũng có những doanh nghiệp thì đã đầu tư, có thể nói là đến thậm chí đến hơn chục năm nay. Tuy nhiên là cái vừa qua thì cái giá titan thì nó ở mức thấp, không được như kỳ vọng của các cái doanh nghiệp đầu tư. Cho nên là một số các cái doanh nghiệp thì chưa đi sâu vào khai thác. Kể cả cái việc đó cũng liên quan đến một số các doanh nghiệp mà họ muốn tăng cường, họ muốn đầu tư vào cái việc các cái công nghệ cao để có thể để chế biến titan, chứ không phải chỉ là xuất khẩu cái titan dạng xỉ sang các nước. Và vừa qua thì tỉnh Bình Thuận thì cũng đã có cái đề xuất là trong cái lúc mà các doanh nghiệp titan chưa khai thác thì cũng có thể đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có liên quan cho phép tỉnh Bình Thuận đưa cái phần mà khai thác đó vào cái dự trữ quốc gia về tài nguyên. Và đây ở đây là trực tiếp là quặng titan để có thể sử dụng trước mắt vào một số các cái mục đích khác, ví dụ như là năng lượng tái tạo, như là điện mặt trời, điện gió, rồi các cái dự án khác như là về du lịch chẳng hạn. Về cái việc này thì trong cuộc họp thì Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường thì cũng đã có ý kiến. Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi ủng hộ về cái việc là những dự án nào mà chưa được cấp cho các doanh nghiệp, chưa được cấp cho các doanh nghiệp thì có thể đưa vào dự trữ quốc gia, và sau đó thì có thể sử dụng những cái diện tích đó để phục vụ những mục đích như tôi đã vừa nói, có thể về năng lượng tái tạo, có thể về du lịch, vân vân, trong một cái thời hạn nhất định, ví dụ thậm chí đến 50 năm, 30 năm gì đó. Thế còn những diện tích mà đã cấp cho các doanh nghiệp thì trước hết thì chúng ta phải ưu tiên cho các doanh nghiệp đã được cấp nếu họ mong muốn được chuyển đổi mục đích đầu tư. Đấy, ví dụ như sang làm năng lượng tái tạo, điện mặt trời, điện gió, hoặc là kể cả về du lịch. Thế còn trong trường hợp họ không có nhu cầu đầu tư vào mấy mục đích khác thì đề nghị những doanh nghiệp mà có nhu cầu thì phải trực tiếp đàm phán và phải có những cái bồi hoàn thỏa đáng với những doanh nghiệp mà đã được cấp phép đầu tư, đặc biệt là họ đã phải bỏ những cái kinh phí, chi phí kể cả về cơ hội đầu tư trong suốt một cái thời gian dài, thậm chí lên hơn một chục năm, để tránh cái việc khiếu kiện kéo dài hoặc thậm chí có thể là khiếu kiện đông người đối với cái việc mà không đảm bảo lợi ích cho những doanh nghiệp đã có cái việc đầu tư từ trước đó. Xin hết. Ông chí thì hai thông tư này là điều chỉnh cho người lao động trong lĩnh vực hàng không, bởi vì thực chất trong lĩnh vực hàng không là một lĩnh vực cũng rất đặc biệt. Và ông chí là an toàn an ninh hàng không, đặc biệt tuân thủ theo các cái hiệp định, nghị định của ICAO rất là khắt khe, và đào tạo một các nhân viên trong hàng không, đặc biệt đây là phi công chẳng hạn, nó tổ lái chẳng hạn, thực sự đồng chí để đào tạo một đồng chí phục vụ cho tổ lái hàng không là rất mất thời gian, mà rất mất nhiều quy trình, mà rất nhiều trình độ lại khác nhau. Nên vì thế mà thông tư này điều chỉnh cái lao động của nhân lực này. Ở đấy thì thứ nhất á, đối với theo cái điều 70 của luật hàng không dân dụng năm 2006 á, đã giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là quy định về chế độ lao động đặc thù đối với các cái nhân viên hàng không, căn cứ vào đấy cho nên là Bộ trưởng đã xây dựng cái thông tư 41 nay được thay thế bằng thông tư 21, bởi vì hành lang pháp lý cho việc quản lý sử dụng các cái nhân viên phục vụ như tôi nói lại bậc cao và tạo điều kiện cho việc sử dụng nguồn nhân lực để không tránh những cái biến động lớn trong các cái công ty mà phụ trách trong lĩnh vực không. Ở đây thì theo quy định của thông tư thì nhân viên hàng không ở trình độ cao khi đơn phương mà chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động trước là 180 ngày. Bởi vì quy định 180 ngày cũng quy định để khi mà tuyển dụng và đào tạo thay thế một cái đồng chí phi công hoặc người khác là phải có một quá trình. Còn đối với quy định tại điều 37 Bộ luật lao động thì quy định là người lao động việc làm hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải bảo trước người sử dụng lao động ít nhất là 45 ngày. Thì hai
Đối với trường hợp này thì người ta chỉ bảo cần dưới nhưng mà còn trên. Như vậy là điều 37 của Bộ luật Lao động chỉ quy định ở mức độ giới hạn là tối thiểu mà không quy định ở mức độ tối đa. Đó là tối thiểu phải vào được 4 ngày. Mặt khác thì tại khoản 2 điều 3 luật hàng không dân dụng Việt Nam quy định trường hợp có cái sự khác nhau giữa quy định giữa luật này với luật khác về không cùng một cái nội dung liên quan cùng một nội dung liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng thì áp dụng quy định của luật hàng không dân dụng ở Việt Nam. Tức là theo điều 3 điều này thật là ưu tiên cái luật hàng không dân dụng Việt Nam bởi vì mình giữ an toàn an ninh hàng không thì báo cáo cũng chỉ bảo như thế. Còn ở đây thì tất cả cái thông tư quản lý thực sự đồng chí là ngành hàng không là tôi nhắc là một ngành cũng rất là đặc biệt, chính vì thế mà quản lý cũng rất chặt. Và các ông chỉ là hiện tôi cũng nói một ví dụ thôi, hiện nay như Vietjet là 76% là tất cả phi cơ và công là thuê từ nước ngoài, các nước khác nhau, các lĩnh vực khác nhau, các chủng tộc khác nhau, mình quản lý không chặt, mình làm chặt thì những cái trường hợp thế này thế khác cũng rất là phức tạp. Còn đối với Vietnam Airlines mình cũng thuê 25% nước ngoài, chính vì thế quản lý các cái nhân lực lao động này cũng thực sự là các ông chỉ là một vấn đề rất phức tạp. Chính thêm những cái thông tư này là quản lý những cái đó, còn những cái gì không rõ thì các ông chỉ có thể gặp bộ thông chúng tôi để giải thích thêm. Xin hết. Rất cảm ơn cơ quan báo chí. Thì đối với cái vừa qua thì cái việc đất công rồi bán với giá rẻ rồi vấn đề chỉ định thầu, vấn đề không đấu thầu và thất thoát thì đây là vấn đề mà ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương và đứng đầu là đồng chí tổng bí thư cũng rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt cái này. Với chính phủ thì thủ tướng và phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thì nhiều cuộc đã giao cho thanh tra các cơ quan chuyên môn yêu cầu phải thanh tra kiểm tra để xác minh làm rõ những cái vấn đề mà liên quan đến dư luận, liên quan ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân đều được xem xét, đặc biệt khi mà có thông tin báo chí. Như vậy có thể nói là tinh thần ý, là yêu cầu phải minh bạch, yêu cầu là phải công khai và thu lại nhà nước lợi ích cao nhất. Thế từ đó các ông chí biết ý, ngày 20 tháng 4 vừa rồi ý, thì Thủ tướng cũng đã chủ trì một cái hội nghị có thể nói là toàn quốc để tháo gỡ khó khăn cho cái liên quan đến chính sách, liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng để thúc đẩy cái giải ngân, thúc đẩy cái tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực này. Ở trong phát biểu Thủ tướng ấy thì trong cái báo cáo đặc biệt của cơ quan thanh tra thì cũng nêu là trong lĩnh vực này thì cũng đã có những cái thất thoát lớn liên quan đến đất công, liên quan đến tài sản công, rồi bán chuyển nhượng với giá rẻ, bán chuyển nhượng theo chỉ định thầu, bán chuyển nhượng theo chỉ định, không đấu giá hoặc là đấu giá không công khai hoặc là không minh bạch hoặc là những cái gì đó mà liên quan đến cái lợi ích mà có thể nói lợi ích nhóm mà mang lại cái thất thu cho ngân sách nhà nước lớn. Thì tinh thần chỉ đạo Thủ tướng là cương quyết yêu cầu thanh tra kiểm tra và kiên quyết rà soát những cái dự án như vậy, nếu có thì yêu cầu phải làm rõ vấn đề để công khai. Thế và cũng phải nói là từ đây tới đi là chúng ta cũng không còn những chuyện nữa, rất khoát thì yêu cầu phải đấu giá, rất khoát thì yêu cầu phải minh bạch để mọi người được tham gia và mọi người dân được giám sát. Mục tiêu ấy là công khai minh bạch và thu lại lợi nhất, thu lại lợi ích của nhà nước, đảm bảo quyền lợi nhà nước cao nhất. Thế thì cũng báo cáo các đề báo vậy. Liên quan đến câu hỏi vấn đề giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn ấy, thì vừa qua có một gửi một cái đơn kiến nghị đến Thủ tướng và Phó Thủ tướng Vũ Đam đề nghị vấn đề thẩm tra và kết luận rõ ràng khi một cái hội đồng giáo sư nhà nước liên quan đến cái kiểm tra việc ông bị nghi là đạo văn. Đúng không? Thế thì vấn đề này thì ở đây có cả đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thì công chí biết ý, thì đây là vấn đề mà vấn đề phong hàm giáo sư, phó giáo sư thì cũng đã được Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt và yêu cầu Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục là triển khai và thực hiện một cái kết luận rất nghiêm túc để đánh giá cái việc phong đúng người, đúng không? Đúng hàm. Thế một cái trách nhiệm và kiểm điểm trách nhiệm của hội đồng giáo sư cũng như là giáo sư chuyên ngành thì đã được Bộ Giáo dục kiểm tra và thẩm định toàn bộ hồ sơ là rất rất rõ. Thì liên quan đến cái ý kiến của giáo sư tiến sĩ thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ấy
thì đã giao cho Bộ Giáo dục để làm rõ cái nghi vấn đạo văn mà giáo sư nêu, giáo sư tiến sĩ nêu. Ở tại công văn số 4942 ngày 27 tháng 5 2018 ấy, là yêu cầu là Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đam. Như vậy thì khi mà có cái kiểm tra, khi có cái kết quả làm rõ thì thông báo tại họp báo, thì yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn biết, và cũng công khai cho cơ quan báo chí để cơ quan cùng biết. Thì tôi muốn nêu thế thì. Có lẽ bây giờ đến câu hỏi của tôi trả lời báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ có hỏi câu là khi có kết luận thanh tra thì Bộ Thông tin Truyền thông có phản bác nói rằng là cái vụ này là không thất thoát. Nhưng mà đây là đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra thì kết luận là như thế, thì tôi nói như thế này thôi. Trước hết là về nguyên tắc ấy, thì khi mà có kết luận thanh tra thì cơ quan đối tượng thanh tra thì có quyền, có văn bản để kiến nghị, đấy, giải trình. Đấy. Thế còn trong quá trình đó giải trình nhiều cái. Nhưng mà trong lúc đó thì Bộ quan niệm là lúc đó là AVG và Mobifone đã có cái thỏa thuận với nhau là AVG sẽ hoàn trả lại toàn bộ cái số tiền mà trước đây Mobifone đã bỏ ra để mua các cổ phần chuyển nhượng của AVG, và đồng thời cũng có cam kết là trả tính cả lãi theo những các quy định. Thế thì Bộ quan điểm như thế thì cho là không thất thoát. Thế tuy nhiên là bây giờ Ủy ban kiểm tra kết luận như thế thì quan điểm của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ là sẽ tuân thủ thực hiện, ngay cả khi có kết luận thanh tra là sẽ thực hiện nghiêm những cái kết luận của thanh tra cũng như là kết luận của đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thế còn đồng chí có hỏi câu thứ hai ấy, là có kết luận vi phạm pháp luật thì Bộ Công an đã trao đổi gì chưa? Thì tôi thì đến nay thì tôi không biết, chưa biết có việc đó. Mà có lẽ việc đó chắc là đồng chí nên hỏi Bộ Công an thì chắc là nó sẽ chính xác hơn. Tôi xin hết ý kiến. Ngân hàng Nhà nước xin phép được trả lời câu hỏi của báo liên quan đến tín dụng tiêu dùng. Thì có thể nói rằng là hiện nay thì đối với các cái văn bản pháp lý hiện hành hướng dẫn về hoạt động tiêu dùng cho các cái tổ chức tín dụng là ngân hàng cũng như là công ty tài chính thì đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành đầy đủ. Vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã tiếp nhận được một số những cái thông tin trên cái đường dây nóng nói rằng là một số công ty tài chính thì có cái áp dụng cái biện pháp thu hồi nợ thông qua là liên tục gọi điện thoại để mà đòi nợ. Thế thì nắm được thông tin này thì các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước cũng đã trực tiếp làm việc với các công ty tài chính và yêu cầu là dừng cái việc này ngay. Thế và cũng đề nghị là yêu cầu các cái công ty tài chính là phải rà soát để khắc phục, chấn chỉnh về cái phong cách làm việc của nhân viên. Thế và tăng cường cái việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng cũng như là các cái biện pháp của công ty tài chính. Thế và trong chỉ đạo điều hành thì vừa rồi thì trước cái thực trạng như vậy thì ngày 15 tháng 5 vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành một cái văn bản chấn chỉnh về hoạt động tiêu dùng. Thì trong đó có yêu cầu bản thân các cái tổ chức tín dụng thì phải thực hiện nghiêm các cái quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mà Ngân hàng Nhà nước đã ban hành. Thứ hai nữa là về các cái đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước thì cũng tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cái hoạt động tín dụng tiêu dùng. Và thứ ba nữa là cũng yêu cầu các cái tổ chức tín dụng là phải rà soát cái quy trình tuyển dụng và nâng cao chất lượng cán bộ cũng như là tổ chức cái cuộc tập huấn đào tạo về cái kỹ năng nghiệp vụ cũng như là cái kỹ năng làm việc của nhân viên. Đấy, và cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. Đấy, và Ngân hàng Nhà nước cũng như là các tổ chức tín dụng thì cũng phải tích cực phối hợp với các cái đơn vị liên quan để nắm bắt kịp thời những cái thông tin thế và tập trung giải quyết những cái khiếu nại và kiến nghị của người dân. Ngân hàng Nhà nước cũng xin báo cáo một số nội dung với phóng viên như vậy. Tôi là Văn Kiên ở báo Tiền Phong ạ. Tôi muốn hỏi đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư về cái vừa qua thì dư luận cũng rất là băn khoăn về câu chuyện mà dự án Sào Khê ở Ninh Bình tăng đến 36 lần cái tổng vốn đầu tư. Trên diễn đàn Quốc hội thì nhiều đại biểu cũng đề nghị là thanh tra dự án để nó rõ ràng và công khai minh bạch hơn.
thì xin đại hỏi đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư là Bộ Đầu tư đánh giá thế nào về cái nhìn nhận nào về cái chuyện mà tăng đến 36 lần như thế, và Bộ có dự kiến tiến hành thanh tra để nó minh bạch cái chuyện đấy hay không? Xin cảm ơn ạ. Tôi là Thanh Vân, phóng viên thôn xã Việt Nam ạ. Liên quan đến cái kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chiều nay về cái việc sai phạm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV Trần Bắc Hà, và đã có kết luận là cái sai phạm này là rất nghiêm trọng ạ. Trong đó thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chỉ ra là trong cái sai phạm này thì có cái trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước. Vậy thì tôi muốn hỏi Ngân hàng Nhà nước là bà Phó Thống đốc có thể nói rõ hơn về cái trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong cái vụ việc này như thế nào, và Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai thực hiện cái kết luận thanh tra này như thế nào ạ? Xin cảm ơn ạ. Tôi là chị Hiếu ở Báo Thanh Niên ạ. Tôi có một câu hỏi muốn gửi đến Bộ trưởng Chủ nhiệm và Thứ trưởng Công Thương Đỗ Tăng Hải ạ. Tức là sau những cái thương vụ thoái vốn rất thành công vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, mà điển hình là vụ Sapeco và vụ Vinamilk, thì cảm giác như trong quý 2 vừa rồi thì công tác thoái vốn và cổ phần hóa gần như là dừng lại khi không có một thương vụ nào được thực hiện. Mà minh chứng rõ nhất là ví dụ như Sapeco chẳng hạn, thì Bộ trưởng Chủ nhiệm đã nhiều lần tuyên bố là chính phủ không đi bán bia bán sữa và đã nhiều lần gia hạn cái thời hạn của Sapeco rồi, nhưng mà đến nay công tác thoái vốn tại Sapeco dường như vẫn chưa có một tiến triển nào. Vậy xin Chủ nhiệm và Thứ trưởng Hải cho biết thì nguyên nhân vì sao và có phải là cái tiến trình thoái vốn đang chững lại do có những quan điểm khác, ví dụ như là sợ mất thương hiệu hay là bán với giá nào hay không ạ? Xin cảm ơn. Vâng. Mời các nhà báo khác. Tôi có lẽ chưa thấy ai có, thì mời có lẽ mời báo Bộ Kế đầu tư trước nhỉ, về cái dự án Sào Khê. Vâng, tôi xin phép trả lời cái câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về dự án Sào Khê. Thì cái dự án này trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã được diễn đàn Quốc hội cũng đã nêu, cũng như là đại diện lãnh đạo của Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình thì cũng đã có rất nhiều các cái trả lời phỏng vấn thông tin liên quan đến cái nội dung mà tăng cái tổng mức đầu tư của cái dự án này lên đến 36 lần. Thì chúng ta cũng biết là cái quá trình mà triển khai các cái dự án đầu tư, đặc biệt là những cái dự án mà kéo dài thời gian thực hiện, thì cũng có rất nhiều dự án bị tăng cái tổng mức đầu tư do nhiều nguyên nhân. Nhưng mà đối với dự án này thì cái nguyên nhân là do thay đổi về cái mục tiêu, nhiệm vụ cũng như là quy mô của dự án. Thì về cái dự án này thực ra cái quá trình thực hiện đã kéo dài rất là lâu, và trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cũng đã có rất nhiều các cái đoàn thanh tra kiểm tra cái quá trình thực hiện, như là thanh tra của Bộ Tài chính thực hiện năm 2005, thanh tra Chính phủ, thanh tra giai đoạn 2012, cũng như là Kiểm toán Nhà nước năm 2017. Thì đối với lại cái một cái dự án thì chúng tôi cũng về phía Bộ Tài tư là cơ quan được giao đầu mối quản lý nhà nước về đầu tư công, thì chúng tôi cũng đã yêu cầu Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình có những cái báo cáo chi tiết đầy đủ về cái quá trình thực hiện dự án này, cũng như là cái quá trình thực hiện, và đến giờ phút này thì trên cơ sở cái báo cáo chi tiết đó thì Bộ Y tư mới có cái căn cứ để xem xét cái việc có cần thiết thanh tra, kiểm tra một cách cụ thể chi tiết hay không, hoặc là kiến nghị cơ quan nào phù hợp với lại cái để làm rõ đầy đủ thêm cái nội dung của việc này. Xin trả lời như vậy. Hôm nay thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương có cái thông cáo báo chí và kết luận về cái đoàn kiểm tra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần BIDV. Thì về phía Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện nghiêm túc những cái chỉ đạo theo cái kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và chắc chắn rằng những cái kết luận và chỉ đạo này thì nó cũng sẽ giúp cho BIDV, Ngân hàng Nhà nước cũng như là toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng sẽ tiếp tục là rà soát và hoàn thiện tất cả từ cơ chế chính sách cũng như là trong cái việc mà tổ chức thực hiện các cái chính sách và cái tổ chức thực hiện các cái hoạt động của ngân hàng, để làm sao mà hệ thống ngân hàng thì ngày càng hoạt động lành mạnh hơn và góp phần đắc lực cho cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Xin cảm ơn câu hỏi phóng viên. Xin cảm ơn Thiều. Có lẽ mời anh Hải trả lời câu hỏi báo Thanh Niên. Sau các thương vụ cổ phần hóa thành công như dừng lại. Tôi xin trao đổi với phóng viên, tôi không nhầm là phóng viên Chí Hiếu ở báo Thanh Niên. Thì cái câu hỏi này thì trước hết là tôi nghĩ rằng là đối với cái tổng thể chung
của cái việc thoái vốn thì Bộ Công Thương thì cũng sẽ có cái đánh giá của mình. Thế còn tôi sẽ nói rõ hơn về liên quan đến trực tiếp cái việc thoái vốn của công ty Habeco. Thì chúng ta có thể thấy rằng là khẳng định là cái việc chủ trương về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn của nhà nước, đó là chủ trương nhất quán và thường xuyên từ Thủ tướng cho đến các lãnh đạo của Chính phủ và trực tiếp nhất là đồng chí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là trưởng ban chỉ đạo của cái việc thoái vốn là rất là tích cực. Và hiện nay thì theo chúng tôi cũng có một số những cái lý do, nguyên nhân dẫn đến cái việc thoái vốn nó không được như theo kế hoạch và cũng không được như cái kỳ vọng. Đó là cái thứ nhất, đó là cái việc là một là cái rất nhiều những cái chính sách hiện nay của chúng ta nó chưa đồng bộ. Để cho nên khi mà thực hiện cái việc thoái vốn nó còn có những vướng mắc nhất định. Cái điểm thứ hai đó là cái việc cái quan điểm của các cơ quan về một vấn đề thì nhiều khi nó cũng còn có những cái việc khác nhau. Và điểm thứ ba thì đây là cũng là ý kiến chủ quan của tôi thôi. Có thể là một số các cơ quan, kể cả bộ ngành, một số các địa phương thì cũng chưa thực sự quyết liệt trong cái việc mà thực hiện cổ phần hóa rồi là thoái vốn nhà nước tại các cái doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Gần đây thì trong tất cả các cái cuộc họp của Chính phủ thường kỳ cũng như là các cái văn bản mà giao nhiệm vụ cho các bộ ngành là thường xuyên là Thủ tướng, Chính phủ đều giao và yêu cầu các bộ ngành phải thực hiện đúng các cái tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Và liên quan đến Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo đúng cái chỉ đạo cũng như là cái lộ trình đó. Còn những cái doanh nghiệp nào vấn đề ví dụ nó có khó khăn, nhất là một số ví dụ doanh nghiệp lại đang ở trong các 12 dự án tồn đọng, ví dụ như vậy, thì ngay ngày hôm cách đây 2 hôm là chúng tôi cũng đã phải có báo cáo trực tiếp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về những cái vướng mắc. Thế còn liên quan đến công ty rượu bia nước giải khát của Hà Nội Habeco thì cái điểm vướng mắc hiện nay lớn nhất đó là cái việc hợp đồng đã ký kết với cả các bớt. Đây là một trong những cái điểm mà cũng đã là cái việc ở trong lịch sử. Và khi chúng ta mà thực hiện vấn đề thoái vốn thì đầu tiên là phải ưu tiên theo cái cam kết giữa hai doanh nghiệp, đó là Habeco và các bớt, thì có cái việc là phải ưu tiên họ trước trong cái việc là họ mua cái cổ phần của nhà nước. Thì đây là những cái vấn đề mà về phía Bộ Công Thương đã phải lập ra một cái tổ công tác và trực tiếp là do một lãnh đạo của Bộ phụ trách với sự tham dự của nhiều các cái đơn vị của Bộ Công Thương. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện và thường xuyên báo cáo cập nhật vấn đề này với Thủ tướng Chính phủ và với đồng chí Phó Thủ tướng trực tiếp là phụ trách về vấn đề thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thì chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian sớm nhất đối với doanh nghiệp này cũng như là các doanh nghiệp khác mà ngành công thương đang phải thực hiện thì sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo và cái lộ trình thoái vốn cũng như là cổ phần hóa mà Thủ tướng Chính phủ cũng như là ban chỉ đạo đã giao cho chúng tôi. Cảm ơn anh Hải. Thì có lẽ thời gian thì cũng quá 6 rưỡi rồi mà hình như câu hỏi thì cũng không còn. Thì tôi tuyên bố là kết thúc cái cuộc họp báo đây. Thay mặt những người chủ trì họp báo, tôi xin cảm ơn tất cả các phóng viên và các đồng chí lãnh đạo cơ quan đã đến có mặt để cuộc họp báo thành công. Và tôi cũng nhắc lại là trong cái cuộc hôm nay ấy, có một số các đồng chí nói bổ sung cho đồng chí ý kiến trước, người trước để làm rõ, thì đề nghị các đồng chí lưu ý là để đưa thông tin nơi chính xác. Mời các đồng chí nghỉ.